Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Uwin. Và tôi là Hồng, ngày nay tôi đang có mặt trực tiếp tại công trình để giới thiệu cũng như review cho quý vị anh chị ở đây. Đó chính là một bộ cửa chính sử dụng bằng nhôm Uwin Luxury. Và được chúng tôi đang sử dụng ở đây đó chính là một bộ cửa chính đại hội là sử dụng bằng nhôm Uwin hệ khuôn phào. Được chúng tôi đang sử dụng ở đây đó chính là bản cánh rộng lên tới là bản cánh 14 phân. Đó. Và được sử dụng ở đây đó chính là toàn bộ là sử dụng bằng kính là kính dán an toàn 8Li38 màu xám khói. Đó, và nhôm ở đây đều được sử dụng bằng nhôm Uwin màu ghi. Cái màu sắc thì hiện tại ở đây là chúng tôi đang sử dụng là màu sắc là màu sơn KCC bảo hành lên tới là 20 năm về bề mặt. Đó, và được sử dụng ở đây đó chính là màu sơn ghi xám. Đó, rất là đẹp và thẩm mỹ. Và trước tiên là bây giờ là Hậu sẽ thao tác một lượt cho quý vị anh chị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Đó. Đây là Hậu khi mà Hậu đứng ở bên ngoài căn nhà. Khi mà Hậu đi vào trong nhà thì chúng ta chỉ cần việc mở cái phần tay nắm khóa ra như thế này thôi. Đó, và khi đó là chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa này rất là dễ dàng. Đó, và phía bên cánh phụ này cũng thế. Thì ở cánh phụ này thì chúng ta sẽ có thêm được những cái phần chốt bật ở hai bên. Đó, chúng ta chỉ cần việc lạy nó xuống như thế này. Đó, và bên dưới cũng thế. Khi thế là chúng ta sẽ được mở cái cánh cửa này ra một cách rộng rãi nhất có thể. Đó, rất là rộng. Và bộ cửa này có tổng chiều ngang nọt sáng rơi vào khoảng tầm 2m05 và chiều cao nọt sáng rơi vào khoảng tầm 2m35, đều được đưa vào kích thước thông thủy của số đẹp nhất rồi. Chính là bộ cửa này nó có thể gập sát vào được phía hai phía bên cạnh như thế này. Đấy, do đây là một bộ cửa là sử dụng là bản nề cối chứ không phải là một bộ cửa sử dụng là bản nề thủy lực. Đó thì tùy theo cái cách đóng mở hoặc là sở thích của mỗi người thì chúng ta sẽ đưa vào làm sao cho nó một cách phù hợp và hợp lý nhất. Đó, do là anh gia chủ không muốn cửa mở vào trong. Đó, hoặc là anh gia chủ muốn cửa nó được gấp sát sang hai phía bên cạnh như thế này. Đấy, nên chúng ta sẽ thiết kế những cái cánh cửa mở quay nó áp sát được như thế này thì nó rất là gọn. Nó không bị vướng như những cái bộ cửa thủy lực thì nó chỉ được mở một góc. Đó chính là một góc 135 độ thôi. Thì công ty cũng sẽ liên hệ và tư vấn cho quý vị anh chị làm sao mà nó được đúng ý tưởng của quý vị anh chị nhất đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào phía bên trong của căn nhà, chúng ta sẽ nắm bắt được rõ hơn về chi tiết của cái bộ cửa này. Và đây chính là cái hình ảnh trực tiếp của cái bộ cửa khuôn phào này ở phía bên trong của căn nhà. Như chúng ta có thể thấy đây, ở phía bên trong nhà thì bộ cửa này nó còn gần như nó còn đẹp hơn cả ở phía bên ngoài. Đấy, do nó đang được sử dụng những hệ thống khuôn bao rất là rộng lên tới là 20 phân và được kết hợp ở đây là đều được sử dụng bằng những cái hệ thống phào giãn phun mặt hai tường. Đó, như chúng ta có thể nhìn cận cảnh hơn được chúng để chúng ta có thể nắm bắt được rõ hơn. Đây, đây chính là cái hình ảnh chi tiết cận cảnh về cái bộ khuôn học này. Như chúng ta có thể thấy là những cái phần khuôn học này đều được chúng tôi đang sử dụng là những cái hệ thống những cái cây khung bao thủy lực rộng lên tới là 20 phân. Đó, và sau cái đó là chúng ta mới đến tiếp đến là một cái phần lớp khung của cửa. Lên khi thế là cái bộ cửa này nó rất là chắc chắn. Đấy, từ những cái phần khuôn học này. Đó, đây chính là cái cây khuôn học để nó có thể đỡ được cái phần cánh cửa. Đó, và chúng ta sẽ có được một cái phần ô phích này nó rộng rơi vào khoảng tầm như một găng tay này của Hậu nó rơi vào khoảng tầm 23 phân. Nó nọt sáng khoảng tầm 23 phân. Và tiếp đến là những cái phần khuôn học này. Đó thì nó rộng rơi vào khoảng 5 phân nữa thì tổng của cái chiều rộng của cái ô khuôn học này nó rơi vào khoảng tầm 33 phân cho tới 35 phân. Đó nên khi thế là chúng ta sẽ nắm bắt được rõ hơn về cái chiều rộng của cái cửa. Đó. Và bộ cửa này có diện tích chiều rộng rơi vào khoảng tầm 2m8 và chiều cao cũng rơi vào 2m8 thì nó sẽ phù hợp với lại cái không gian của cái sảnh chính của căn nhà. Đó, tại vì chiều ngang của căn nhà này có chiều ngang lên tới là rơi vào là khoảng tầm 9m cơ. Đó nên chúng ta sẽ đưa những cái bộ cửa này vào thì nó sẽ rất là phù hợp. Đó. Chúng ta sẽ đi gần lại hơn để chúng ta sẽ nắm bắt được rõ hơn về cái phần chi tiết của cái phần khuôn học này. Đó. Như chúng ta có thể thấy đây, về cái phần màu sắc này thì Hậu đánh giá rất là cao. Để nói về cái màu không phải là màu vân gỗ thì Hậu đánh giá cao nhất về cái màu ghi. Mà được sử dụng là sơn KCC như thế này thì thứ nhất là cái độ bền của nó rất là cao và cái độ bóng của nó rất là đẹp. Hậu đánh giá nếu mà để màu ghi thì không còn cái màu ghi nào có thể đẹp hơn được cái màu ghi của cái màu sơn KCC của nhôm Uwin này. Tại vì quý vị anh chị dùng rồi, cái màu ghi thì trên thị trường cũng có rất là nhiều màu. Màu ghi bóng, ghi xám đá, cũng như ghi tối hoặc là ghi sáng. Nhưng mà Hậu đánh giá cao nhất là cái màu ghi đậm này. Đó, nó sẽ có cái độ bóng rất là cao và nó sẽ có độ óng ánh do nó được phủ thêm một cái lớp metallic. Đó, rất là đẹp và thẩm mỹ. Đó, nhìn qua về tổng thể thì đây là một bộ cửa mà có lẽ là Hậu chỉ đánh giá sau những cái bộ cửa thủy lực thôi.
Đấy, còn tất nhiên là nó sẽ phải tùy thuộc vào cái sở thích cũng như về cái thiết kế của căn nhà chúng ta, nên chúng ta sẽ đưa vào làm sao cho nó phù hợp nhất. Đó. Do là bộ cửa này được sử dụng là bản lề cối nên nó sẽ không có thể mở vào được trong nhà, nó chỉ mở được ra thôi. Đây chính là cái nhược điểm lớn nhất của những cái bộ cửa mà sử dụng hệ khuôn phào mà được sử dụng là bản lề cối. Đó, nên chúng ta sẽ phải cân nhắc là xem là nó có phù hợp với lại căn nhà chúng ta không. Và bộ cửa này đều được chúng tôi đang sử dụng hệ thống phụ kiện đồng bộ bảo hành lên tới là một ở một cho quý vị anh chị. Tại vì những cái phụ kiện này thì chúng tôi đều được sử dụng là những hệ thống phụ kiện cao cấp, đều được nhập khẩu, nên khi thế là chúng ta sẽ yên tâm đưa vào sử dụng, và công ty sẽ bảo hành cho quý vị anh chị này lên tới là một đổi một trong vòng 3 năm về độ bền đó, để đảm bảo làm sao cho chúng ta yên tâm đưa vào sử dụng đó. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đến một số những cái chi tiết không thể thiếu được ở mỗi bộ cửa, đó chính là những cái phần gioăng. Hiện tại là gioăng này đều được chúng tôi đang sử dụng hệ thống gioăng EPDM. Nó sẽ có độ bền rất là cao do là cái tỷ lệ thành phần hạt cao su của nó rất là nhiều, nên khi thế là về lâu về dài là chúng ta sẽ yên tâm mà không lo về vấn đề về lão hóa của gioăng. Tại vì để mà lão hóa được những hệ thống gioăng này thì yêu cầu cái thời gian của nó rất là dài đó, nên chúng ta yên tâm đưa vào sử dụng. Tại vì mỗi một cái cuộn gioăng này nó có giá trị lên tới cả 1 triệu một cuộn cơ đấy, nên những cái cửa cao cấp như thế này thì chúng ta cũng phải đưa những cái sản phẩm phụ làm sao cho nó phù hợp và hợp lý nhất có thể. Đấy, và chúng tôi đang hiện tại đang sử dụng toàn bộ hệ thống phụ kiện màu bạc, do là cửa là màu ghi, nên chúng tôi muốn nó sẽ có được những cái sự nổi bật hơn đấy, nên khi thế là chúng ta sẽ đưa những cái phụ kiện màu bạc này thì thứ nhất là về cái vẻ đẹp của nó được tăng lên, nó tăng thêm cái phần thẩm mỹ và cũng như độ sang lên. Nếu mà chúng ta đưa cái màu ghi vào thì nó sẽ gần như là nó không có nổi bật đó, nên cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái sở thích của quý vị anh chị thôi. Vấn đề là ở đây là những cái phụ kiện cao cấp như này thì cái độ bền của cửa nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bản cánh rộng lên tới là 140 đấy, nên cái bề mặt của nó rất là to đẹp và thẩm mỹ, và đặc biệt là nó sẽ không có những cái phần gân giống như những cái bộ cửa thông thường mà chúng ta đang thường thấy đó, nên cái vấn đề về lau chùi của chúng ta rất là tiện, sạch sẽ đấy. Và cho tới những cái phần kính này, kính này đều được chúng tôi đang sử dụng là hệ thống kính là kính màu xám khói, nên khi đứng ở bên ngoài này quý vị anh chị rất là khó có thể nhìn vào đấy, nhưng mà khi chúng ta đứng ở bên trong nhà thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng sắc nét mà yên tâm không lo về cái vấn đề về độ tối của căn nhà đó. Đây chính là một trong số những cái ưu điểm rất là hay của những hệ thống kính màu xám khói như này. Đều được sử dụng là hệ thống phào ôm khuôn bao kín tường hai mặt rất là đẹp và thẩm mỹ đó. Và vừa rồi là Hậu đã giới thiệu đến cho quý vị anh chị ở đây, đó chính là một bộ cửa sử dụng bằng nhôm Owin Luxury, và được sử dụng ở đây đó chính là nhôm Owin hệ khuôn phào, được sử dụng bàn cánh rộng lên tới là 14 phân và được sử dụng là hệ thống ôm khuôn bao phun tường hai mặt rộng lên tới là 225 phân đó. Và quý vị anh chị nào có nhu cầu gia công cũng như thi công thành phẩm chọn gói trên toàn bộ 63 tỉnh thành thì quý vị anh chị hãy nhấc máy lên và liên hệ với số hotline ở phía bên dưới của màn hình. Và tôi là Hậu, hẹn gặp quý vị anh chị ở những video tiếp theo.